chuẩn bị bước vào tham dự đề tài thứ hai, đó là đề tài chia sẻ về ý nghĩa của Thánh Thể trong phong trào thiếu nhi Thánh Thể. Và để chào mừng chúng ta cũng như chào mừng cha nghĩa tử của cha cố Vinh Sơn, ngài sẽ chia sẻ với chúng ta về đề tài này. Xin tất cả chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật giòn để chào đón cha Đa Minh. Rồi, cha cũng chào tất cả các bạn trẻ trong thiếu nhi Thánh Thể của toàn giáo hạt thành phố. Và để chuẩn bị cho đề tài được tốt đẹp thì cha mời các bạn cùng đứng lên nghe lời Chúa, và chúng ta dùng lời Chúa để hiểu về bí tích Thánh Thể. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ đấng từ trời nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Rồi, cha mời các bạn trẻ chúng ta ngồi. Chúng ta vừa nghe cái đoạn tin mừng. Cha nói qua về cái đoạn tin mừng này một tí. Đoạn tin mừng này nằm sau cái đoạn mà Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn theo Thánh Gioan. Và khi ăn xong thì họ muốn đuổi theo Đức Giêsu, tôn Đức Giêsu lên làm vua, nhưng mà ngài không có chịu. Thì sau khi tìm được ngài thì bắt đầu Đức Giêsu với giảng một bài về bánh trường sinh, bánh hàng sống. Và có một câu mà cha muốn các con đừng nhớ, các bạn trẻ chúng ta nhớ, đó là câu: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì người đó không phải chết. Chúng ta biết bí tích Thánh Thể là bí tích cao trọng nhất trong đức tin của người Công giáo chúng ta. Nhưng hỏi rằng chúng ta có tin được không? Và nếu như chúng ta muốn giới thiệu bí tích Thánh Thể cho người khác, chúng ta có thể giới thiệu được không? Và giới thiệu bằng cách nào? Đây là những cái vấn đề mà giới trẻ chúng ta ngày hôm nay khó, và nhất là một trong những để vấp phạm. Có một lần đi chơi với này mấy bạn trẻ thì có bạn trẻ bảo thế này này: cha ơi, cha thông cảm cho con nhé, từ nay con ít đi lễ Chúa Nhật thôi, tại vì con còn bận mải công việc. Và con thấy bố con bảo thế này, đó là đạo nào cũng như đạo nào, miễn sao mày ăn ngay ở lành, mày yêu thương bố mẹ và mày yêu thương bạn bè là mày đã sống đạo rồi. Một câu hỏi đặt ra cho các bạn lớn lớn một tí thôi: như vậy đã là người sống đạo chưa? Có thể chúng ta trả lời được ngay, đó là một người tốt, một người ăn ngay ở lành, một người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đấy chỉ dừng lại với cương vị là một người tốt, nhưng chưa phải là một Kitô hữu, một người Công giáo đích thực. Tại vì làm sao? Thưa các bạn, vừa đọc câu tin mừng xong mà cha vừa bảo với các bạn nên nhớ câu tin mừng đó. Đó là chúng ta theo đạo không dừng lại ở cái cương vị là một con người tốt,
Nhưng chúng ta cần phải đi xa hơn một tí nữa, đó là kết hợp với Thiên Chúa qua bí tích Thánh Thể. Và Đức Giê-xu bảo: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì tôi ở trong người đó và người đó ở trong tôi, và tôi ban cho người đó sự sống đời đời. Các bạn thấy không, chúng ta theo đạo đâu dừng lại ở cái điểm tốt bây giờ đâu, mà chúng ta vươn đến một cái điều mà làm cho chúng ta phải sống hy sinh, đó là sự sống vĩnh cửu trong sự kết hợp với Thiên Chúa ba ngôi mà hôm nay chúng ta mừng kính. Có một cái cũng rất là hay từ cái kinh nghiệm nho nhỏ khi mà cho rước lễ và ban bình an cho các bạn trẻ đi nhiều xứ ấy. Khi mà đi nhiều xứ ấy, thì cho rước lễ, các anh chị lớn đi lên rước lễ, còn các em non ton như thế này này chạy lên ngơ ngác, có vài em giơ tay ra xin bánh và nhiều em ý thức hơn một tí thì cúi đầu. Cái vấn đề là chúng ta thấy các em đi lên như vậy để xin chúc bình an, nhưng trong các em cũng mong muốn và có một cái gì đó nghĩ rằng cái tấm bánh nho nhỏ đấy làm sao mà các bậc cha mẹ chúng ta hay các bậc anh chị chúng ta được, còn chúng ta lại chưa được. Và có một câu chuyện vui, đó là một người bên lương đi tham dự thánh lễ của người Công giáo, và khi lên rước lễ thì ông cha phát hiện ra rằng đây không phải là người Công giáo, và cuối cùng cha không trao bánh thánh cho. Thế thì em mới chạy xuống nói với người khác câu là: mấy cái ông Công giáo ăn độc, có mỗi tấm bánh tao teo, tao lên tao xin mà không cho. Nó khác nhau bởi người tin và người ý thức. Các bạn nhỏ lên không phải các cha tiếc các bạn một tấm bánh nhỏ hay tiếc người bên lương cái tấm bánh đó, nhưng vấn đề ở đây đó là cái ý thức của các em nhỏ về bí tích Thánh Thể. Các em chưa hiểu được nơi đó Chúa hiển trị, nhưng mà các em tin theo cái niềm tin mà truyền thống để lại cho, tức là bố mẹ bảo với các em và anh chị trương quản giáo lý viên, ông bà giáo lý viên chỉ cho các em biết đấy là bánh thánh. Và khi các em tốt nghiệp một cái khóa học, các em đủ ý thức thì các em được rước lễ. Còn cái người bên lương kia thì người ta lại không có cái đức tin, người ta không tin rằng đấy là Thánh Thể. Và vì người ta không tin cho nên người ta không thể đón nhận được bí tích Thánh Thể. Và chúng ta thấy điều quan trọng của đức tin nó có hai chiều, một chiều từ trên xuống, đó là ơn ban của Thiên Chúa. Cái chiều thứ hai là cái chiều từ dưới lên, đó là sự đáp trả của con người. Và chỉ khi chúng ta đáp trả theo tiếng gọi của Thiên Chúa, chúng ta mới tôn thờ một tấm bánh rất nhỏ như vậy là sự hiện diện của Chúa Giê-xu, của Thiên Chúa. Các bạn có thể thấy rất là nhiều trong cuộc đời các bạn, có lúc này hay lúc đó, vô tình hay cố ý. Nếu như có những lúc đó là chúng ta vô tình xem được những thước phim về những phép lạ Thánh Thể xảy ra ở đâu đó, người ta có thể kể về phép lạ của Thánh Anton khi Ngài làm cho một con lừa quỳ xuống khi Ngài kiệu Thánh Thể đi qua. Người ta cũng có thể nói rằng là phép lạ về Thánh Thể thế nọ thế kia. Nhưng mà trong mùa Covid vừa rồi, chính cha cũng cảm nhận được một dấu lạ tuyệt vời. Dấu lạ đấy bắt đầu từ cái việc đó là dân thành Roma có một số giáo phận đã kiệu Thánh Thể trên máy bay và ban phúc lành Thánh Thể cho thành phố. Chưa hết, đây đó có những bức ảnh khi một linh mục kiệu Thánh Thể đi ra đường phố, biết bao nhiêu người quỳ xuống để suy phục Thánh Thể và xin với Chúa cất cái bệnh tật, dịch bệnh ra khỏi cái thế giới này. Và cụ thể hơn nữa thì cái buổi chầu Thánh Thể của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi Ngài tổ chức
Chúng ta thấy cả một cái quảng trường hưu quạnh, nhưng biết bao nhiêu người đã quỳ xuống trước cái màn hình để theo dõi và nghe Ngài giảng, cũng như lãnh nhận cái phép lành toàn xá Ngài ban. Và Tổ chức Y tế người ta thống kê ngay sau cái ngày mà Đức Giáo Hoàng trầu Thánh Thể cầu nguyện cho thế giới thoát khỏi cơn dịch bệnh COVID, thì tỷ lệ những người nhiễm mới và những người chết giảm một cách đột ngột. Và cái biểu đồ hình đang đi lên như thế này thì cái ngày hôm đấy nó bắt đầu trở thành đi xuống về số ca nhiễm. Nói như vậy để chúng ta thấy có những phép lạ sẽ xảy ra cho những người có đức tin và có sự cảm nhận về Thiên Chúa. Và để có được phép lạ như vậy, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải tin và cầu nguyện nơi Ngài. Có thể các bạn trẻ của chúng ta chưa biết cầu nguyện là gì. Nhiều bạn ngồi đây chắc chắn chưa biết cầu nguyện là gì. Nhưng nếu như các bạn cảm thấy rằng khi các bạn muốn xin bố mẹ một điều gì đó, các bạn làm gì, thì các bạn hãy làm điều đó với Thiên Chúa. Ví dụ như chúng ta ra ngoài, chúng ta bị một ai đó bắt nạt, và về chúng ta nói rằng bố mẹ ơi giúp con, hay là anh chị ơi thằng nọ thằng kia nó bắt nạt con. Và nếu như chúng ta chuyển cái lời nói đó sang với Thiên Chúa rằng lạy Chúa, con bị người ta bắt nạt, Chúa giúp con, chắc chắn Chúa sẽ giúp. Trong những bối cảnh khó khăn, và nếu như chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, quay trở lại với vấn đề của chúng ta, đó là vậy thì làm sao chúng ta có thể tin rằng đó là bí tích mà chính Chúa Giêsu hiện diện. Có một câu nói vui thế này, đó là khi mà một người ngồi nói chuyện với mấy người không cùng công giáo, thì có hỏi với cái anh chị đấy cũng tương đối lớn, mấy bạn trẻ đến tương đối lớn tuổi rồi, và hỏi câu thế này này: bạn đã bao giờ bày mâm cỗ cúng trước cỗ cúng để cúng gia tiên chưa? Thế thì bạn bảo là có nhiều lần bày rồi, và cũng thành tâm mong muốn ông bà về hiện diện để ăn. Mình có hỏi một câu thế này này: vậy nếu như ông bà về ăn thật thì sẽ thế nào? Nhiều người bảo câu là thôi chạy mất hồn mất vía vì gặp phải ma. Và nếu như đặt ra một câu hỏi tương tự như vậy, nếu như khi linh mục truyền phép bí tích thánh thể ở trên bàn thờ mà bánh đó biến thành thịt ngay và máu đó biến thành rượu đó biến thành máu ngay, thì các bạn có dám ăn và uống không? Nhưng mà chính trong những lịch sử của những bí tích, những lần mà Chúa phép lạ thánh thể đấy, Chúa Giêsu đã biến đổi những cái tấm bánh đó trở thành thịt thật. Có một lần một linh mục khi cử hành bí tích thánh thể, do Ngài không tin vào điều đó nên tấm bánh đã biến thành thịt, và người ta đã kiểm nghiệm cái tấm bánh đó, cái miếng thịt đó là một cơ tim. Và nếu như chúng ta đọc trong các bạn bây giờ phương tiện truyền thông nó nhiều lắm, nếu như bạn nào thực sự muốn kiểm chứng về những phép lạ Chúa đã làm qua bí tích thánh thể thì lên mạng tra đó là các phép lạ về bí tích thánh thể, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều và rất chi tiết cụ thể. Ở đây chỉ có 15 phút cho nên cha không tiện để kể ra những điều đó. Nhưng cha đưa ra một ví dụ như vậy để cho các bạn thấy chúng ta tin nó khác với chuyện là chúng ta mong được thấy. Và nếu như thấy rồi thì chúng ta không còn là tin nữa. Nói vui vui, các bạn ở đây ai cũng đã trải qua cái thời kỳ tập bò tập lẫy, tức là thời kỳ được nuôi sống bằng chính dòng sữa mẹ. Cái hồi còn nhỏ chúng ta đâu biết là cứ ngậm vào bầu sữa của mẹ rồi chúng ta bú xong chúng ta được lớn lên và khôn ngoan đâu. Nhưng với tình yêu của người mẹ cho chúng ta đón nhận cái đó, và chúng ta chỉ biết đón nhận rồi chúng ta tin vào mẹ của chúng ta cho chúng ta điều đó là tốt, và chúng ta được lớn lên.
Cũng vậy, khi chúng ta tin rằng bí tích thánh thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin của chúng ta, thì chúng ta sẽ gặp được Thiên Chúa trong bí tích thánh thể. Còn nếu như chúng ta từ chối bí tích thánh thể, chúng ta sẽ thấy chúng ta chỉ là những con người tốt và không trở thành những Kitô hữu tốt như câu chuyện ban đầu cha nói với các bạn. Như vậy chúng ta thấy đầu tiên cái bí tích thánh thể, chúng ta hiểu về bí tích thánh thể là do ý định của Thiên Chúa qua việc Ngài ban tặng Đức Giê-xu cho thế gian. Và chính trong cái sự ý thức đó, Đức Giê-xu đã công bố Ngài là bánh bởi trời xuống và Ngài ở lại với chúng ta nơi bí tích thánh thể. Để kết thúc đề tài, cha cũng nhớ lại một cái câu chuyện mà cha được nghe, nó cũng lâu lâu rồi. Cái câu chuyện rất vui như thế này. Đó là một người hỏi cha thế này. Họ kể lại thế này này. Họ bảo khi mà cha hỏi rằng là nếu như bí tích thánh thể mà cái tấm bánh ấy biến thành thịt và rượu biến thành máu thì nó sẽ thế nào? Thế thì họ bảo thế này này. Con thì con không biết cha nghĩ như thế nào. Cha có thể học điều này điều kia, cha giỏi. Nhưng con chỉ nghĩ một cách đơn giản thế này thôi. Cái ngày con được sinh ra, con cho sau khi mà cháu nó có thể bú được sữa mẹ, con cho nó bú sữa của vợ con. Và con thầm nghĩ nếu như dòng sữa này nó có màu đỏ như máu, hay như vợ con cắt một mạch máu ra cho con bú, chắc con không cho con bú, con làm điều lấy điều đó. Và cũng vậy thôi, Thiên Chúa để tránh đi cái nhìn kỳ thị thì Thiên Chúa đã làm một việc tuyệt vời. Ngài biến đổi bản thể, tức là Ngài biến đổi cái bên trong, chứ Ngài không biến đổi cái hình thức bề ngoài. Cái hình thức bề ngoài vẫn là tấm bánh, nhưng bên trong tấm bánh đó là thánh thể Đức Kitô. Cũng vậy, bên cái hình thức bề ngoài của dòng sữa mẹ nó trắng, nó khác với cái màu máu, nhưng thực tế đó là những mạch máu nuôi dưỡng đứa trẻ lớn lên. Ước chi mỗi người chúng ta khi chạy đến với bí tích thánh thể, chúng ta không đến với tư cách của những người thầy của khoa học. Chúng ta cũng không đến với tư cách của những người có quá nhiều kiến thức về vật lý hay hóa học. Nhưng chúng ta đến với kiến thức của một người làm con. Một người làm con đích thực biết cha mẹ muốn điều gì cho con cái. Một người làm con đích thực biết được cái điều mình có thể cần và cha mẹ có thể cho. Và Thiên Chúa khi như một người cha, người mẹ của chúng ta, Thiên Chúa biết cho chúng ta cái gì chúng ta cần. Và Thiên Chúa chỉ cần chúng ta tin tưởng vào Ngài như chúng ta tin tưởng cha mẹ của chúng ta. Lúc chúng ta, cha phải đính chính, đó là lúc chúng ta còn nhỏ, còn nhiều bạn trẻ một tí, đó là cậy mình học được cái nọ cái kia, về nhà là cãi bố mẹ, đốt chát một ngay lập tức. Cho nên là những người lớn cha không nói, nhưng cha nói những bạn trẻ khi tin tưởng vào bố mẹ, các bạn ấy tin tuyệt đối lắm. Và đấy cũng là điều mà Thiên Chúa mời, đó là anh em hãy trở nên như trẻ nhỏ để có thể vào nước trời. Chúng ta cũng chỉ có thể trở nên trẻ nhỏ khi chúng ta đón nhận bí tích thánh thể, thì bí tích thánh thể mới thực sự nuôi nấng chúng ta, và bí tích thánh thể mới trở thành nguồn sống cho thiếu nhi thánh thể. Vì nếu như thiếu nhi thánh thể tách khỏi bí tích thánh thể, thiếu nhi thánh thể không còn là thiếu nhi thánh thể nữa. Cũng như một người Kitô giáo bỏ tham dự thánh lễ, người đó không còn là một người công giáo nữa. Có thể người ta chỉ là những người tốt, nhưng người ta không nghe theo lời Đức Giê-xu đã chỉ dạy xưa
đó là ai ăn và uống máu tôi thì người đó ở trong tôi và tôi ở trong người đó. Cầu chúc cho thiếu nhi thánh thể trở thành những gương sáng đích thực cho đời sống đức tin của tất cả mọi người. Và trả lời phụ cho cái câu hỏi của một bạn hỏi rằng làm sao chúng con có thể truyền giáo được cho những người khác trong xã hội ngày hôm nay, thì cha có một ý tưởng nho nhỏ, đó là vào khoảng thế kỷ thứ 3, ông Tertullio ông có nói câu thế này, đó là hãy nhìn xem người Công giáo người ta yêu thương nhau biết mấy. Giữa cái thời kỳ cấm đạo ở Roma, chúng ta chỉ truyền giáo được khi chúng ta như cha phó của chúng ta vừa nói, đó là chu toàn cái bổn phận yêu thương trong gia đình và sống đời sống đức tin của chúng ta, chu toàn bổn phận chúng ta từ việc học hành, từ việc sống đời sống đức tin, và chu toàn nó bằng cách chúng ta sống yêu thương. Khi các bạn sống yêu thương, chu toàn bổn phận là các bạn đang truyền giáo cho thế giới ngày hôm nay, và họ sẽ đặt câu hỏi thắc mắc như cha quản nhiệm, cha phó của chúng ta vừa nói, đó là tại sao người Công giáo người ta như vậy. Cầu chúc cho tất cả các bạn trở thành những dấu hỏi cho thế giới hôm nay, trở thành những cái người mà truyền lửa yêu thương trong gia đình và xã hội. Rồi, các bạn có câu hỏi không? Hay là để kết thúc chúng ta bước vào cái phần chầu thánh thể. Nếu các bạn có câu hỏi xin cứ hỏi. Trả lời được cha sẽ cố gắng, không trả lời được cha khất dịp khác. Rồi, bạn nào có câu hỏi chúng ta có thể đặt để chúng ta sẽ nghe câu trả lời. Con thưa cha là con có câu hỏi, đó là theo như luật giáo hội thì trước thánh lễ khoảng 1 giờ đồng hồ thì chúng ta không được sử dụng những loại đồ ăn, loại đồ uống, trừ những nước lá mưa hoặc là dùng thuốc. Thì con thưa cha là bây giờ trong cái thời nó hiện đại, tất cả mọi thứ đều xô bồ như này, thì buổi tối bọn con có thể đi học thêm về muộn, hoặc là có những công việc nó đột xuất ấy, thì bọn con chỉ ăn cơm vội, sau đó thì đi lễ mà chưa được đủ một tiếng, thì có được rước lễ không ạ? Trước tiên chúng ta biết luật, câu trả lời đó là Đức Giê-xu bảo luật làm ra vì con người, chứ không phải con người vì luật. Cái điều luật đó vẫn còn trong bộ giáo luật 1982. Bộ luật đó không phải là điều kiện bắt buộc để được rước lễ, nhưng nó là một cái khuyên người tín hữu nên giữ. Trong cái bối cảnh của Việt Nam ngày hôm nay và trong cái điều kiện chúng ta tham dự bí tích thánh thể, chúng ta biết bí tích thánh thể được đón nhận bằng lòng yêu mến, chứ không phải bằng việc chu toàn lề luật. Nếu như chu toàn lề luật, chúng ta mới chỉ được có một phần thôi. Cho nên với cái sự, cái khát khao, cái lòng yêu mến của bạn, và trong cái bối cảnh khó khăn của bạn phải trải qua, thì chắc chắn Chúa không chấp tội đó. Chúa chỉ chấp tội với những ai cố tình vi phạm. Còn trong cái bối cảnh của tôi không cố tình, tôi vẫn yêu mến và tôi tha thiết muốn đến với bí tích thánh thể, thì chắc chắn Chúa cũng rất vui lòng đến với bạn, vì bạn đã chu toàn nhiều điều luật khác quan trọng hơn, đó là những điều luật yêu thương, điều luật của sự công bằng, điều luật của lòng mến. Tất cả các điều luật khác bạn đã chu toàn, thì cái điều luật đó không phải là điều luật để bạn, nó ngăn cản bạn đến với Thiên Chúa và Thiên Chúa đến với bạn được. Yên tâm, không có chuyện gì trong cái khoản đó. Chỉ trừ ví dụ như tôi có thể ăn cơm sau lễ cũng được, nhưng mà do cái gọi là tôi đi qua cái hàng tạp hóa, tôi nhìn thấy kẹo nó ngon quá, tôi thò tay tôi mua cái kẹo tôi bút cho vui, thì cái đó không được. Đương nhiên chúng ta vẫn biết cái câu quan trọng của điều luật 1982, điều luật của bộ luật giáo hội đấy, thì cái câu cuối cùng đó là tất cả vì phần rỗi các linh hồn, mà phần rỗi các linh hồn chỉ có thể có được khi chúng ta kết hợp với Chúa Giê-xu thánh thể. Vâng, chúng con cảm ơn cha về phần chia sẻ rất là nhiều ạ. Rồi, sẽ có một câu hỏi nữa. Con thưa cha là con có một câu hỏi là tại sao khi chúng ta ít được dùng bánh và rượu trong thánh lễ ạ?
À, chúng ta phải biết thế này này. Ờ, trong cái bối cảnh nhá. Nhưng mà cái chính đó là trong đức tin. Trong đức tin của chúng ta, trong bánh thánh có máu thánh. Tức là làm sao? Chúa Giêsu hiện diện một cách trọn vẹn nơi hình bánh, chứ không phải rằng là Ngài chỉ có thịt hay là chỉ có một phần móng tay hay quả tim trong cái tấm bánh chúng ta rước, mà chúng ta ý thức rằng chúng ta rước cái tấm bánh đó là rước trọn Đức Kitô phục sinh. Đức Kitô không lệ thuộc vào không gian và thời gian. Ngài ở trong đó trọn một con người của Ngài, trọn một Thiên Chúa đã đến thế gian. Cho nên cái việc mà rước mình hoặc là máu là đủ rồi. Nhưng trong cái bí tích thánh thể, khi Đức Chúa Giêsu thiết lập và truyền lại cho các tông đồ, thì Ngài làm cả hai việc, đó là biến bánh trở thành mình Ngài và rượu trở thành máu Ngài cho các môn đệ. Cho nên tiếp tục cái truyền thống đó thì giáo hội giữ lại việc làm như vậy. Và trong bối cảnh một số thời gian, có những nơi, có những vùng gặp khó khăn, thì người ta chỉ rước một hình, đó là hình bánh, hoặc là một vài người ốm, trong một vài bối cảnh đặc biệt, người ta có thể rước một hình, đó là hình rượu, khi chấm cái đầu tăm vào chén rượu và cho lên lưỡi cho người đó để người ta rước. Và trong một số giáo hội Đông Phương, người ta giữ lại cái việc cho trẻ nhỏ rước cái hình, đó là hình rượu, khi nhỏ một giọt rượu đã truyền phép vào miệng các em để các em đón nhận bí tích thánh thể. Nhưng như cha nói lúc đầu, đó là điều kiện để lãnh nhận bí tích thánh thể nó phải hội đủ. Cái điều kiện đó là sự hiểu biết và lòng yêu mến. Cái vấn đề ở đây, khi chúng ta tin, đức tin của chúng ta tin rằng đấy là bí tích thánh thể và chúng ta hiểu được đấy là bí tích thánh thể, cái tấm bánh đó nó khác với những tấm bánh khác, thì chúng ta mới rước lễ. Thì đấy là hai cái luồng thần học khác nhau. Một luồng thần học thì cứ sinh ra được rửa tội là được rước lễ, nhưng một luồng thần học khác thì khi các em nó chưa ý thức được thì chúng ta không nên cho rước lễ. Rồi còn một bạn nữa. Sắp hết giờ rồi, vào đến giờ chầu rồi, có hỏi nhanh tại vì cha nói hơi nhiều quá giờ. Dạ, con thưa cha là do mưu cầu cuộc sống nên tụi con đi học về khá là trễ, nhất là các lớp ôn thi ạ. Thì tụi con thường hay bỏ lễ các ngày thường, thì nó có tội như thế nào ạ? À, chúng ta thấy luật của giáo hội đòi và buộc chúng ta tham dự lễ Chúa Nhật và các ngày lễ trọng. Và với ngày lễ, ngày thường, đó là một lời khuyên chúng ta nên giữ. Việc chúng ta không thể đi lễ ngày thường vì bất cứ lý do nào, chúng ta không coi đó là một trọng tội. Nhưng nếu như nó trở thành trọng tội khi chúng ta khinh thường thánh lễ, kể cả là thánh lễ ngày thường, tức là chúng ta có ý thức nhưng mà chúng ta lại bảo câu thôi thánh lễ ngoài thường chẳng quan trọng gì cho nên tôi không đi mặc dù tôi có thời gian đi, thì đấy là một sự khinh thường thánh lễ thì không được. Còn trong cái bối cảnh gặp phải công việc hoặc là cái điều nọ điều kia mà chúng ta có thể không tham dự được thánh lễ Chúa Nhật, thánh lễ ngày thường thì không có sao. Còn trong điều kiện chúng ta chăm sóc người ốm đau hoặc là những điều kiện không thể khác đi được thì chúng ta có thể bỏ thánh lễ Chúa Nhật. Trong cái bối cảnh đó thì cũng không phải là trọng tội vì chúng ta đã cố gắng hết rồi. Cái vấn đề ở đây là chúng ta luôn luôn ý thức chúng ta cần đến thánh lễ, cần đến thánh thể và chúng ta yêu mến Thiên Chúa, Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể bằng việc tham dự thánh lễ. Rồi, chắc là còn câu hỏi nào đó thì các bạn để lại hỏi sau và hỏi với trực tiếp với các cha xứ của các bạn. Và bây giờ chúng ta kết thúc cái giờ thảo luận học hỏi về bí tích thánh thể qua cái đề tài mà cha mới trình bày với các bạn.